Thủ tướng Phạm Minh Chính đã nêu rõ việc triển khai nghị quyết trong 10 năm qua đã đạt nhiều kết quả quan trọng, góp phần đưa đất nước đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử. Nhưng đánh giá của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là chưa bao giờ đất nước ta có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay. Hiện, Việt Nam đã thiết lập quan hệ ngoại giao với gần 200 nước. Từ năm 2013 đến nay, đã nâng cấp quan hệ với 7 nước lên đối tác chiến lược hoặc đối tác chiến lược toàn diện và 7 nước lên đối tác toàn diện, góp phần tạo ra mạng lưới đối tác chiến lược, đối tác toàn diện với 33 nước, trong đó có tất cả các nước lớn. Tham gia các hoạt động gìn giữ hòa bình, ký kết 16 hiệp định thương mại tự do, FTA, với sự tham gia của khoảng 60 nền kinh tế. Dù vậy, việc triển khai nghị quyết vẫn còn một số tồn tại như các thỏa thuận, cam kết quốc tế còn hạn chế, mức độ vươn ra thế giới, tỷ lệ tham gia chuỗi giá trị toàn cầu của các doanh nghiệp Việt Nam còn khiêm tốn. Sức mạnh tổng hợp quốc gia tăng lên nhưng nhiều chỉ số, thứ bậc về năng lực cạnh tranh quốc gia, chất lượng tăng trưởng của Việt Nam so với các nước ASEAN không có nhiều thay đổi sau 10 năm. Chất lượng nguồn nhân lực, mức độ kết nối giữa các khu vực kinh tế FDI và quốc nội, liên kết giữa các vùng, miền trong nước chưa đạt như kỳ vọng. Thủ tướng nhấn mạnh phải coi hội nhập quốc tế thực sự là vấn đề chiến lược, là sự nghiệp của toàn dân và của cả hệ thống chính trị. Phải giải quyết tốt mối quan hệ giữa độc lập, tự chủ và hội nhập quốc tế sâu rộng, toàn diện, hiệu quả, phát huy tối đa nội lực, tranh thủ ngoại lực, trong đó nội lực là cơ bản, quyết định, lâu dài, ngoại lực là bổ trợ, hỗ trợ và đồng hành phát triển.